Sau 2 tuần xét xử và nghị án, chiều ngày 5 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC. Theo đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC, chủ tịch công ty cổ phần hàng không che Việt, bị tòa tuyên 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo quyết là 21 năm tù. Cùng bị truy tố về hai tội danh này, 7 bị cáo khác gồm Trịnh Thị Minh Huế 14 năm tù và Trịnh Thị Thúy Nga 8 năm 6 tháng tù, kế toán tổng hợp tập đoàn FLC em gái bị cáo quyết. Trần Kiều Dung sinh năm 1978, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Boss, 8 năm 6 tháng tù, Trịnh Văn Đại, phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, công ty Faros 11 năm tù, Nguyễn Văn Mạnh, trưởng nhóm vật tư cảnh quan phòng mua sắm và cung ứng vật tư, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land, công ty FLC Land 6 năm tù. Trịnh Tuân, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land, công ty FLC Land 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hồng Dung 4 năm tù. Tòa tuyên phạt 42 bị cáo còn lại trong vụ án với các bức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm 6 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Hội đồng xét xử xác định quá trình diễn ra phiên tòa, lời khai của các bị cáo là phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, phù hợp với lời khai của các bị hại, khẳng định việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị cáo về các tội danh nêu trên là hoàn toàn có cơ sở. Tòa cũng xác định số bị hại của vụ án sau khi giả soát lại danh sách lý lịch là hơn 25.000 người. Đây là những người mua cổ phiếu của công ty Faros, mã cổ phiếu Ros lần đầu bị Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Văn Lâm xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản, nghi do nhóm 3 đến 4 đối tượng là người nước ngoài, lợi dụng sơ hở đêm tối đột nhập vào các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, rồi dùng xà cầy bằng kim loại, cậy phá kết sắt lấy tiền và các tài sản có giá trị. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện nhóm 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Đến dạng sáng ngày 25 tháng 7 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm chặn bắt ba đối tượng khi ba đối tượng vừa đột nhập vào công ty cổ phần Habeco Hải Phòng, địa chỉ huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để cậy phá kết sắt, trộm cắp tài sản và đang di chuyển về hướng Hà Nội. Qua kiểm tra trên người và phương tiện của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ số tiền 41 triệu 300 nghìn đồng, một xe máy và nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và số tiền 89 triệu 700 nghìn đồng. Đấu tranh mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ dạng sáng ngày 18 tháng 7 năm 2024, ba đối tượng đã đột nhập vào công ty cổ phần Đức Minh và công ty An Phú, đều có địa chỉ tại huyện Văn Lâm để cậy phá hai kết sắt, trộm cắp tổng số tiền 36 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hàng nghìn người dân đã tham gia ứng dụng tiền ảo DigiBuy, tuy nhiên đến nay ứng dụng không thể đăng nhập và người dân không rút được tiền đầu tư. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, nhiều người dân ở các vùng nông thôn, cả người cao tuổi đã rơi vào bẫy đầu tư tiền ảo này, có người mất hàng tỷ đồng, thậm chí mất trắng. Ngay giữa ngã tư trung tâm thành phố Bắc Giang, nơi hàng ngày có nhiều người qua lại, đây là nơi nhóm đối tượng hoạt động khoảng 10 đến 20 người thường xuyên tập trung về đây, các đối tượng tổ chức tư vấn dụ dỗ lôi kéo hướng dẫn người dân đầu tư đồng tiền ảo. Trong một thời gian dài, mọi hoạt động diễn ra công khai nên không có nhà đầu tư nào nghi ngờ về những dấu hiệu lừa đảo trong sự việc này. Tại các hội thảo, nhóm đối tượng thuyết phục người dân bằng việc có thể nhận lãi và tiền gốc bất cứ lúc nào. Hiện tất cả các nhà đầu tư khi đăng nhập vào ứng dụng đầu tư tiền ảo này đều trong tình trạng không kết nối được. Công an tỉnh Bắc Giang xác định ứng dụng này là giả mạo. Ngày 4 tháng 8, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình Cục Hải quan An Giang cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Tang Hauer sinh năm 1982, sống tại thành phố Phnom Penh, Campuchia, cùng hồ sơ và tăng vật cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ vụ vận chuyển trái phép 1,2 kg vàng qua cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 1 tháng 8, cán bộ trạm kiểm soát Liên hợp Đường bộ Cửa khẩu Khánh Bình đã chủ trì phối hợp với đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình và Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi xách một túi ni lông màu đen đi bộ vào đường dành cho phương tiện vận tải xuất cảnh. Thấy người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng kiểm soát đã mời vào khu vực kiểm tra hành lý của trạm kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Khánh Bình để thực hiện thủ tục soi chiếu. Qua hình ảnh kiểm tra từ máy soi chiếu, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong túi ni lông có nhiều đồ vật bằng kim loại. Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã mời người đàn ông mang theo túi hàng về trụ sở chi cục để kiểm tra trọng điểm. Kết quả, cán bộ cửa khẩu phát hiện trong túi ni lông có hơn 370 vòng kim loại màu vàng với trọng lượng khoảng hơn 1,2 kg. Qua giám định cho thấy, số kim loại này là vàng, ước tính trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Khai nhận với cơ quan hải quan, người đàn ông cho biết tên là Tang Hauer, sinh sống tại Campuchia. Tang Hauer khai số vàng trên nhận từ một người đàn ông tên Trường ở Việt Nam để vận chuyển về Campuchia, giao cho công di. Lực lượng phối hợp kiểm soát đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tang Hauer, đồng thời tiến hành tạm giữ tăng vật liên quan. Hiện Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã bàn giao đối tượng vận chuyển hồ sơ tăng vật cho phòng PC03 Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Theo kế hoạch ngày 20 tháng 8, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm ông Trần Quý Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và con gái là Trần Uyên Phương 43 tuổi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh mức án 8 năm tù, bà Trần Uyên Phương lĩnh 4 năm tù và bà Trần Ngọc Bích 40 tuổi con gái ông Thanh lĩnh 3 năm tù treo cho rằng mức án trên là nghiêm khắc, ông Thanh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi bà Phương cũng có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Liên quan tới vụ án này còn có ba bị hại và một số người khác cũng đã nộp đơn kháng cáo. Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình điều tra, gia đình ông Thanh đã nộp 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo không có trách nhiệm bồi thường dân sự nên quyết định trả lại số tiền trên cho bà Phạm Thị Nụ, vợ ông Thanh. Đối với các giao dịch vay tiền bằng thỏa thuận miệng giữa các bị hại và ông Trần Quý Thanh, Hội đồng xét xử đã giải quyết theo Bộ luật Dân sự về vay tài sản và ghi nhận các thỏa thuận. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận về số tiền vốn và lãi vay giữa các bên theo trình bày của bốn bị hại là đúng. Ông Trần Quý Thanh cũng đồng ý với đề nghị của bốn bị hại về việc hoàn trả tiền cho vay và hủy các hợp đồng tài liệu liên quan đến giao dịch giả tạo, trái pháp luật nên hội đồng xét xử đã ghi nhận. Riêng bà Đặng Thị Kim Oanh đã yêu cầu ông Trần Quý Thanh phải bồi thường thiệt hại về lợi thế kinh doanh kể từ ngày bị chiếm đoạt tài sản với số tiền 531,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng bảo anh không có tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra. Việc yêu cầu tính thiệt hại theo mức lãi suất 10% trên giá trị tài sản được định giá là không có cơ sở nên không được chấp nhận. Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng quy định về cho vay và hợp đồng chuyển nhượng, ông Thanh cùng hai con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay không có hợp đồng vay tiền, có cầm cố tài sản, các bị cáo thuộc những doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Khi bên vay lo lắng, các bị cáo đưa ra thông tin tạo niềm tin, ký các cam kết bán lại sau khi chủ tài sản tức là bên vay làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Nhà chức trách xác định hành vi trên của Bích là làm theo chỉ đạo của cha. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, cha con ông Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020 ông Trần Quý Thanh và các ái nữ đã thực hiện 4 hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.